Yo, hai xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về một con mô hình khá là hot trong cuối năm 2020 đến đầu năm 2021. Em Just Thẩm Phán. Ok, thì về con mô hình này á, một chút thông tin của em nó. Thì em này được thiết kế bởi Zero Graffiti, một studio đến từ Trung Quốc. Và mình đã đặt em này với giá là 1 triệu 7 thông qua bạn Nguyễn Nhân, một bạn chuyên pre-order các mô hình Trung Quốc và ship về Việt Nam. Bạn này thì mình sẽ để link Facebook của bạn ấy ở dưới phần mô tả cho anh em tham khảo. Và mình đã tốn khoảng tầm 1 triệu để vận chuyển em này qua bên Mỹ. Và nếu ở về thị trường Mỹ á, thì em này sẽ có giá dao động tầm khoảng 170 đến 185 đồng cho một em như thế này, chưa tính cả thuế. Nếu tính cả thuế thì sẽ rơi đâu đó tầm khoảng 190 tới 200 đồng. Cay nhỉ. Buồn thật. Và một chút thông tin của em nó. Thì em này, mình không thể gọi em nó là Gundam được. Bởi vì theo mình biết thì Gundam chỉ là những con mô hình, những con robot được xuất hiện trong các series anime. Nhưng mà con này thì không có xuất hiện trong bất kỳ series nào mà mình có thể tìm được. Nên mình không thể gọi nó là Gundam được. Mà mình sẽ gọi nó là một con mô hình. Ok. Ok. Về mặt gọi là tỷ lệ của em nó thì em nó được thiết kế với tỷ lệ là 1/100 bằng với tỷ lệ của các MG. Và về mặt ngoại hình thì em nó có cân nặng khoảng đâu đó tầm 1 kg đến 1,3 kg cho một cái thân như thế này, và khoảng đâu đó tầm 1,5 kg đến 1,7 kg cho nguyên bộ full backpack. Và về chiều cao thì em nó sẽ cao khoảng tầm 21 cm đến 30 cm. 21 cm cho một cái thân thể như thế này và 31 cm cho 30 cm cho khi mà lắp cái backpack vô thêm. Lắp cái backpack thôi mày cao thế nhỉ? Và ngoài ra thì em nó được thiết kế với hơn 700 bác khác nhau để lắp lên một cái khung xương. Thì con này thì nó có nguyên một, nó được cho là một khung xương như là một phiên bản him của him revolution của Bandai. Thì ok, đó là những thông tin bên lề của em nó. Và về mặt chi tiết về ngoại hình của em nó thì đây chính là ngoại hình của em nó, nhìn khá là thon gọn nhưng cũng khá là chắc chắn. Ok. Thì với 700 bát khác nhau được gắn trên backpack và nguyên một con như thế này thì em nó có độ chi tiết theo mình đánh giá là khá là cao so với những con mà như là Bandai hay là Daban. Thì mình thấy đánh giá con này có chi tiết, mức độ chi tiết là thuộc dạng đáng mua. Nhưng mà về mặt cái đó thì mình sẽ nói sau. Nhưng mà về mặt ngoại hình của em nó một chút thì mình cũng có đã sơn phết và decal một chút, giống như là kiểu custom cho em nó. Thì về mặt màu sắc á, thì thay vì những cái màu như là màu đỏ bình thường và màu vàng của em nó một chút á, màu vàng em nó về mặt tạo nên chi tiết thì mình đã sơn hoàn toàn thành màu đỏ metallic, và mặt màu xanh navy lúc ban đầu của em nó đã được mình sơn thành màu đen metallic như thế này. Và ngoài ra thì mình cũng có sơn bóng, mọi người có thể thấy vết sơn bóng mà mình sơn bị kiểu nó bị dày quá, nó đang ở đây này, nó bị dướng một chút. Và đó là về mặt custom về màu sắc. Còn về mặt gọi là custom, nhưng mình có thể gọi là chơi ngu một chút thì con này được mình dán thêm vài cái sticker như thế này nè, giống như mình đi xăm cho nó vậy. Tại vì kể đâu nào ngay thì hôm bữa mình xin mẹ mình đi xăm, cái mẹ mình méo cho cái thế là mình đem em nó ra, mình đang làm em nó, mình đem em nó ra mình xăm luôn. Và thế là em nói trên người có khoảng đâu đó tầm 20 cái đề can xăm lên khắp cơ thể, mà bác thì không có nhá, Tao lấy mày. lên phần tay này. Ủa mà phần tay đâu, à phần tay này, phần chân, phần chân thì khá là nhiều, tay phần chân thì nó có nhiều chỗ để xăm hơn, phần váy này, phần giáp vai hết, sau lưng thì mình không có xăm, tại sau lưng thì mình cũng không có nhìn thấy được á nên cũng không xăm. Ngoài ra mình có dùng pen marker, một cái kiểu bút vẽ của Gundam để sơn lên những chỗ mà kiểu lòi lòi lõm lõm của em nó để tạo nên phần chi tiết. Thì nó cũng hơi lem một chút
mọi người có thấy thì mình cũng có tẩy bằng thinner nhưng mà nó không nhiều, tại vì cái màu đỏ này á, nó không thể tẩy tẩy sạch được, nên cái đó là một điểm mà mọi người cần lưu ý khi xài pen marker. Đó là về mặt ngoại hình. Về mặt biên độ cơ động của em nó thì em nó có một biên bộ độ biên độ cơ động khá là, mình có thể đánh giá là khá là hạn chế, nhưng nó cũng có một cái ưu điểm nhất định. Thì cái việc hạn chế nhất của em nó đến từ bộ khung xương bằng kim loại. Thì do bộ khung xương này bằng kim loại và họ siết khá là chặt, nên mỗi lần gọi là pose dáng thì mọi người nên từ từ và dùng sức một chút, nếu không thì nó cũng khá là cứng, nhưng mà đừng dùng sức sức quá thì mình nghĩ nó có thể gãy một chút, gãy bất cứ cái phần nào trên khớp khiết đồ của con này. Ngay cả phần chân thì nó cũng khá là cứng, nhưng mà cứng nhất vẫn là phần gọi là cái phần cổ vai, á lộn, gọi là cái gì ta, cùi chỏ vai, cùi chỏ tay ở đây này, thì nó khá là cứng. Ngoài ra biên độ cơ động thì con này có thể biên độ cơ động của cái phần phần eo khá là tốt. Ê à, từ từ để mình bẻ cái khớp này lại cái. Thì về phần eo á thì biên độ cơ động của con này có thể gặp lại thành như thế này này, khá là ok. Nhưng mà nó có một nhược điểm khi mà gặp cái phần này, đó là cái phần giáp ở ngay phần eo như thế này, thì cái phần giáp sau á, cái phần giáp này thì đặc biệt một chút là nó có thể bị rớt ra bất cứ lúc nào nếu mà mọi người dặn kiểu hơi sơ suất một chút, nên cần phải cẩn thận cái giáp ngay đây. Ngoài ra thì em nó cứ bị hơi kiểu khi mọi người bô dáng á, thì em nó sẽ bị rơi những cái lặt vặt, như là phần bên nó chỉ bị phần bên phải thôi, thì cái phần bên phải này á, nó bị cái phần giáp vai, á lộn, giáp váy ở phần trước và giáp váy hông, thì hai cái giáp váy này nó chuyên gia rơi luôn. Nhưng mà cái phần trước á thì mọi người có thể gắn vô dễ dàng lại được, nhưng mà cái phần bên hông á thì nó hơi khó gắn một chút, nên mọi người cần phải lưu ý về cái phần này. Và cái phần đặc biệt nhất trên cái con này về biên độ cơ động đó chính là phần cổ. Thì phần cổ của con này á, theo mình thấy thì biên độ cơ động nó gọi là thuộc dạng cũng được thôi, chứ không hẳn là quá tốt. Nhưng mà đây chỉ là đặc điểm mà cần lưu ý một chút về con này, đó chính là phần khớp nối cổ. Thì cái phần này á, theo mình biết thì 5 người thì hết một người bị gãy khi mà mang nó về, nên cái phần này thì mọi người nên cẩn thận một chút. Khi mà lắp thì mọi người nên tháo em nó ra khỏi khung xương và để nó một cái hộp riêng, không thôi thì kiểu gãy. Tại vì nó khá là kiểu nó khá là dài, nhưng mà nó cũng khá là mỏng, nó kiểu nó mỏng á, nó mình không biết gọi là sao, nhưng mà nó khá là dài để dễ gãy. Thì đó là cái về mặt biên độ cơ động của em nó. Và về mặt gọi là rơi lủng vụng thì em nó cũng không có rơi nhiều, chỉ là bị rơi hai cái phần này mà mình đã nói qua. Nhưng mà còn một đặc điểm mà mình muốn mọi người lưu ý một chút, đó chính là không biết có ai bị như mình không, nhưng mà hai cái phần giáp vai, giáp tay ấy, ở hai bên thì hai cái phần này nó không thể bóp chặt vô quá được, mà nó vẫn còn bị hở hở một chút như thế này. Đây. Mà đây là cái phần mà mọi người nên lưu ý. Và đó là có thể gọi là biên độ cơ động của con này. Và về mặt một nói qua một chút về phần đầu, thì phần đầu này á mọi người được cho ba cái sừng, gọi là ba cái sừng, có thể mình cũng không biết gọi cái này là cái méo gì nữa, nhưng mà nó trông giống không giống một cái sừng cho lắm, nhưng mà có thể gọi nó là sừng đi. Thì đây chính là cặp sừng thứ nhất. Thì đây là cặp sừng mà nếu mà không sơn màu đỏ metallic này thì nó sẽ mang được cái màu là màu xám, và cái khay nó màu xám mà mình đã sơn thành màu đỏ metallic, nhìn cũng khá là cool cho em này. Và cái sừng thứ hai thì nó cũng na ná cái sừng đầu tiên, nhưng mà nó là cái sừng mà nó có mang cái màu xanh xanh lá cây mà màu trong. Thì đây là cái phần sừng cơ bản nhất của em nó. Đây, cái phần sừng được dán trên poster của em nó, nhìn cũng y chang luôn ấy, chỉ có cái là cái sừng này không phát sáng thôi, nếu mà dán led vô nữa thì khá là ok cho em này. Và cái phần sừng cuối cùng, thì cái phần sừng này nó khác khá khá một chút so với cái sừng cặp sừng kiểu hai cái sừng trước, thì nó là một cái sừng mà khá là cơ bản cho mỗi con Gundam. Mà cái sừng này á, thì mình không được lưu ý, mình không được hướng dẫn bất cứ thông tin nào về cái sừng này trên cái miếng gọi là cái tập hướng dẫn sử dụng trước khi dùng của nó cả. Mà mình phát hiện ra là khi một bạn ở trên group
Gundam có gắn cái sừng này vào cho con Gundam và chụp pose lên, thì mình đã thấy như thế, thì mình đã lắp vô thử, nhưng và nó đã kiểu hoạt động thật, nó gắn vô khớp, nhưng nó vẫn còn một nhược điểm là nó bị trống cái phần này. Mình không biết tại sao nhưng mà nó nhìn nó cũng ok nhưng mà nó cứ bị thiếu thiếu cái méo gì nhỉ. Nhưng mà sao? Ok, bỏ qua cái phần này đi. Thì đó là cái phần về tổng thể của con Gundam. Về phần backpack thì đây chính là cái backpack của em nó. Review sơ nhanh một chút á thì cái backpack này á nó khá là hoàn hảo, và đây chính là cái việc mà gọi là cái thứ mà mình đặt mua, con quyết định đặt mua con này ở Việt Nam. Nhưng mà con này á nó có một cái backpack khá là, mình có thể gọi như thế nào nhỉ? Mình có thể gọi nó là khá là nặng. Và khi mình đã chơi thử một thời gian, mình đem nó lên đi review, thì lúc mà lắp vào lắp ra cho em nó thì hai cái phần này á nó rất dễ bị mòn. Hai cái phần để nối vào cái phía sau á của con Gundam thì nó khá là dễ bị mòn, và nó không có dính hoàn hảo trên cái con Gundam được ấy. Nên đây là một cái phần mình khá là đáng tiếc, và mình có nghĩ thể là mình nghĩ mình sẽ dán keo vô một chút để nó dự dính, tại vì nó khá là nặng cho cái phần thân của con này. Ngoài ra thì con này cái phần backpack này á nó rất là dễ bị rơi, kiểu lặt vặt lụng vụn như là hai cái phần hai bên này, thì mọi người có thể thấy là một cái nó bị rơi ra mất tiêu, một cái vẫn còn này. Và cái phần phía sau thì cái phần cánh lướt gió của em nó, cái cánh lướt gió này thì được lắp ở ngay đây và nó bị rơi cả cả hai rồi, hồi nãy nó rơi con cái và bây giờ nó rơi hai cái luôn, chán vãi chủ. Ok, thì ngoài ra thì nó không có cái gì gọi là khác cả, nó không có cái gì gọi là quá để chê cả. Chỉ ngoài ra một cái nữa mà mình nên chê em nó, lúc đầu mình cũng không định là mình chê đâu nhưng mà mình quyết định mình chê em nó, Ok. là cái phần ở ngay đây, hai cái phần để giữ cho cái cánh của em nó được đứng yên, không có bị kiểu bị yểu xuống á, thì hai cái bên này này nó đã bị gãy bởi cái, theo mình thấy á, thì cái thiết kế mà cái chốt ở ngay đây này nó khá là mỏng để giữ cái phần này lại, thì lúc mà mình lắp vô mình chỉ mới lắp thôi, mình chả đụng đậy gì cả mà nó cũng tự gãy cơ. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Nó theo mình thấy thì cái phần này là cái phần mà đáng tiếc nhất trên cái phần backpack, mà không phải là cái phần rơi lặt vặt và lụng vụn. Thì cái phần này mọi người cũng có thể fix bằng keo như mình, thì ở đây mình cũng có fix bằng dấu keo đây này. Nhưng mà cái phần này thì mọi người nên lưu ý một chút là nếu mà fix bằng keo á thì mọi người không có thể di chuyển được cái phần này. Tại nếu mà di chuyển thì cái phần này nó sẽ gãy gãy ra tiếp và mọi người lại phải dán bằng keo tiếp. Ai, buồn thật sự. Ngoài ra thì cái cánh này nó có hai chế độ, một là loại cánh như thế này, hai á là mọi người có thể chuyển nó thành dạng tấn công như thế này, thì nó sẽ chuyển thành dạng như là một khẩu, như là một cái hai cái nòng súng như thế này, như vậy nè, để tấn công kẻ thù từ xa. Thì đây là một cái đặc trưng mà ở ở con này mà theo mình thấy là phê vãi liền ra. Tại vì á khi mà mọi người gắn như thế này lên con Gundam á thì nó sẽ giữ được cái bộ bộ cánh như thế này mà nó không còn rơi nữa, thì đó là một điểm cứu vớt trên cái bộ backpack này mà mình có thể gọi là mình không bị tiếc tiền khi mình mua em nó. Còn về mặt vũ khí thì về mặt vũ khí á thì mọi người sẽ cho một gọi là một cái thanh lưỡi hái như thế này bằng kim loại, một thanh kim loại mà để gắn những cái bộ phận khác đi vô thành một cái thanh lưỡi hái. Nhưng mà đặc điểm của cây này á thì nhìn á nó có thể gọi là trông khá là chiến, nhưng mà nó có một nhược điểm là nó rất là nặng, nên cho một cái tay của con này á thì họ nó làm được là bằng nhựa nên cái độ nặng của kim loại á nó không thể giữ được. Đó là một điểm mà mình thấy khá là vô lý mà họ không chú tâm vào cái phần này cho lắm. Mình không biết là mọi người có bị như mình không nhưng mà mình bị cái vấn đề đó. Ngoài ra thì mình được cho thêm một cái bằng nhựa nữa cơ. Không, thực sự là hai cái mà mình chỉ lắp được một cái thôi.
Tại vì á, ngoài con này á, thì nó cũng bị dư đồ như những con Gundam khác thông thường. Thì cái phần đồ dư đó mình đã lắp thêm được một cái lưỡi hái như thế này. Ok. Nhưng mà nó chỉ có cái là nó bị thiếu hai cái miếng miếng này nè. Và cái phần này thì không có. Ok. No problem, cái đó không quá quan trọng. Và cái phần thứ hai là một thanh à không, nó giống như là một cái tay cầm. Một cái tay cầm lưỡi hái hơn. Như thế này này. Nó giống như một cái kiểu cái dạng đao phủ á mà mọi người kiểu coi phim kiếm hiệp hồi xưa nó hay kiểu như là chặt đầu á. Thì đây là phần chưa lắp effect vào và đây là phần đã lắp effect. Thì cái phần lắp effect này á nó sẽ bị một cái là nó hơi dài, cái phần effect nó làm hơi thiết kế hơi dài, tuy là trông kiểu ngầu thiệt. Nhưng mà cái này thì theo mình thấy nó chỉ cầm đơn thì ok, chứ còn mà về việc mà cầm cầm lắp chung với lại một một thanh lưỡi hái như thế này thì nó hơi nặng. Thực sự là nó hơi nặng đến mức mà nó kiểu nó bị nghiêng xuống luôn ấy. Nó không thể giữ được trên cái thanh lưỡi hái như thế này mà nó phải sẽ bị nghiêng xuống. Thì đây là một cái điều mà mình khá không ưa cho lắm. Và có một cái điểm mà mình khi nên nói một chút là khi mà lắp lên trên thanh lưỡi hái bằng cái này lắp lên thanh lưỡi hái thì cái phần rãnh của em nó giống như là nó không thiết kế cho cái này vậy, nhưng mà nó khá là dễ rớt. Một cái điểm mà họ cần lưu ý cho những con sau. Ngoài ra thì mình còn được phát cho cặp dao. Mà cặp dao này á khi mà đây đây chính là cặp dao. Và đây chính là effect của nó, dài vãi chưởng. Nhưng mà có một điều vô lý nữa. Đó chính là cặp dao này khi lắp effect vào nó không thể giữ được. Nó không thể giữ được cái effect, mặc dù là cái effect nhìn trông ngon nghẻ nhưng mà không thể giữ được lâu. À không, nó không thể giữ được luôn. Bởi vì cái effect nó giống như là nó không thể cố định được trên cái con dao này. Mà con dao này khi mà lắp lên thanh lưỡi hái thì cũng khá là cool. Nhìn giống như là kiểu mấy cái phim kiếm hiệp hồi xưa. Nghĩa là Tam Quốc Chí. Ôi, nhìn đã thật sự. Đó là về mặt vũ khí của em nó. Thì có điểm đáng chê và cũng có điểm đáng khen cho cái con mô hình này. Và còn một điểm mà mình có thể gọi là khá đáng tiếc. Trong quá trình vận chuyển thì đây là cái bay của mình. Thì trong quá trình vận chuyển của mình á, họ không bỏ vào một cái hộp, họ giục cái hộp gọi là cô mình á, giục cái hộp của mình đi mất. Và chỉ lắp những cái khay nhựa vô một cái thùng đồ thôi và dẫn chuyển đi. Cái bên sân bay họ quăng mạnh quá cái chốt mà để cố định con Gundam trên cái bay đó nó bị gãy mất một cục. Và nó cũng chả cố định được nữa. Nên có bạn nào mà kiểu xả bay đó cho con này thì mình nhớ liên hệ mình nhé. Chứ mình buồn lắm tại vì mình không thể cố định nó trên cái bay được. Khá là đau buồn. Và phần cuối cùng là phần tay. Thì đây là phần bàn tay của em nó. Thì em nó mình cũng không định giới thiệu về cái phần này đâu. Nhưng mà cái phần bàn tay của em nó thì mình theo mình thấy là nó khá là ngộ nghĩnh. Tại vì nó có những cái tư thế cầm khá là không giống với ai, giống như là có thấy cầm súng nhưng mà mặc dù con này mép có súng. Và thế cầm vũ khí nhưng mà không giữ được một vũ khí. Ok. Phải. Và em nó có 8 cái tay tất cả. 2 4 6 8. À, thực sự là 10 cho 5 cặp tay. Và ok. Đó là những thứ mà liên quan đến con Gundam. Và em nó cũng dư khá khá nhiều đồ. Và đây chính là đồ đống đồ dư của em nó. Đa phần là những đồ dư mà để kiểu có thể thay thế được cho con này. Thì đây cũng là một cái địa phần mà điểm cộng cho con này. Mặc dù mình cũng méo biết là có thể thay được hay không. Ok, thì đó là cái phần mà về con Gundam này. Và đây cũng có thể gọi là kết thúc video của mình tại đây. Và nếu mà mọi người thấy hay thì hãy nhớ like, share và subscribe và chia buồn cho mình về cái con này khi mình vận chuyển qua đây tốn hết 2 triệu 7 mà thứ mình chơi được chỉ là cái thân thể của nó. Ngu dốt. Và cái bác quý mến này thì ok. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like, share và subscribe nhé. Bye bye. Nhớ like, share và subscribe đấy nhá.